Tết Nguyên đán đang cận kề, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động đang nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập và chăm lo Tết cho người lao động sau một năm làm việc vất vả. Để ổn định sản xuất, việc làm cho người lao động, nhất là những tháng cuối năm khi nhu cầu về dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi tăng cao, doanh nghiệp này đã chủ động nguồn nguyên liệu dự trữ tại kho, bố trí tăng ca hợp lý cho người lao động, tăng cường ký hợp đồng cung ứng để duy trì đơn hàng sau Tết. Dù khó khăn chung, song để động viên người lao động, công ty vẫn duy trì mức thưởng Tết bằng một tháng lương, bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng, cùng phần quà Tết của công đoàn công ty cho người lao động. Thời điểm này chúng tôi vẫn làm công việc vẫn ổn định và làm tăng ca. Giáp Tết Nguyên đán là anh em nhận được chế độ thưởng Tết, là anh em cuối năm rất phấn khởi cho gia đình. Đầu năm 2024 dự kiến là cái số lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ sẽ giảm đi tương đối. Để đảm bảo cho cuộc sống cho người lao động thì công ty sẽ bố trí thời gian làm việc cho phù hợp để đảm bảo vào cái đồng lương cho người lao động. Đối mặt với khó khăn kéo dài, với lượng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn huyện Kim Động, bên cạnh việc duy trì các đơn hàng truyền thống, cũng chủ động đưa ra những chiến lược kế hoạch kinh doanh ở các mảng thị trường mới với nhiều thận trọng. Vì vậy, trong năm, toàn huyện không có doanh nghiệp may mặc nào phải tạm dừng sản xuất, công nhân không phải nghỉ gián đoạn. Các đơn vị vẫn duy trì mức lương ổn định, trung bình đạt từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng như tại công ty Mai Oang Oan, Tân Đệ, Hannes Brand. Thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, nhưng là món quà mang giá trị rất lớn với người lao động, nên các doanh nghiệp đều chủ động khắc phục khó khăn, cân đối các nguồn để giữ mức thưởng Tết bằng hoặc cao hơn năm trước. Với ngành may năm nay thì tôi được biết là thực sự là có rất là nhiều biến động khó khăn. Thì nhưng mà riêng với công ty chúng tôi là vẫn được duy trì công việc cho tất cả các đoàn viên cũng như là người lao động. Mức lương trung bình của chúng tôi đạt được là tầm khoảng 8 triệu rưỡi. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc là chúng tôi cũng có một cái kế hoạch sản xuất rất là cụ thể. Thế và đặc biệt là trong cái bối cảnh khó khăn chung thì với công việc cũng như là đời sống và việc làm của người lao động của công ty Tân Đệ là rất ổn định và chúng tôi có kế hoạch rất là lâu dài. Chúng tôi không có một người lao động nào phải nghỉ gián đoạn hoặc là nghỉ luân phiên. Thế và hiện tại chúng tôi đã có kế hoạch sắp xếp cho đến hết tháng 10 của năm 2024. Huyện Kim Động hiện có trên 200 doanh nghiệp nhà máy. Thời điểm này, các đơn vị đều đã xây dựng và hoàn thiện kế hoạch chi trả lương thưởng cuối năm cho người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cùng các công đoàn cơ sở cũng đa dạng các hoạt động quan tâm chăm lo Tết cho người lao động. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền.